Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tọa đàm các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong tình hình mới. Rượu không rõ nguồn gốc và những nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội. Sau Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn lần đầu tiên trả lời chất vấn về quản lý nhà nước về báo chí, mạng xã hội. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về việc điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Trả lời chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã khẳng định các ngân hàng thương mại sẽ tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn giao dịch thẻ cho khách hàng. Thống đốc cũng cho biết tỷ lệ thiệt hại do gian lận trong thanh toán thẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 mức trung bình của thế giới. Sau phần chất vấn Thống đốc Lê Minh Hưng, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình, giải pháp kiểm soát hạn chế thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin tuyên truyền văn hóa đạo đức xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo các Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong tình hình mới, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cùng Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 6. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự và phát biểu tại tọa đàm. Phát biểu chào mừng, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp các đơn vị về dự tọa đàm, đồng thời giới thiệu khái quát tới các đại biểu những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, buổi tọa đàm chính là dịp để đại biểu các tỉnh, thành phố giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cũng như các chi bộ cơ sở trực thuộc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có phẩm chất chính trị, lối sống, phong cách, đóng góp vào sự phát triển của các địa phương, đơn vị, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi cho rằng là hoạt động của Đảng khối vẫn là một cái hoạt động rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta vẫn phải thực hiện những cái nội dung về công tác xây dựng Đảng. Ví dụ như bây giờ là làm thế nào để mà nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cái tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, thế hoặc là những công tác nghiệp vụ về đảng viên, những vấn đề liên quan đến cái tuyên truyền vận động, thuyết phục, rồi cái việc thực hiện cái quy chế dân chủ ở các cái cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thì chúng tôi rất mong là qua cái hội nghị giao ban lần này đấy, thì làm thế nào đấy để mà chúng ta đặt những vấn đề này lên. Trọng tâm là làm thế nào đấy để mà có thể là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cơ sở. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, các giải pháp nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Đây cũng là dịp để đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sáng nay, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ về khảo sát, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ tại tỉnh Thái Bình. Nội dung khảo sát tập trung vào tình hình triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ, các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, nhu cầu đào tạo và kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với nữ cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có trên 21.300 cán bộ, công chức, viên chức nữ, chiếm 71% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Đây là lực lượng lao động to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm rõ thêm tình hình kết quả công tác cán bộ nữ, đặc biệt là công tác quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ nữ. Đồng chí mong rằng đoàn công tác của Bộ Nội vụ chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp phù hợp để phát huy hết khả năng và sự cống hiến của cán bộ nữ, nâng cao địa vị của người phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Tiếp đó vào chiều nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Công Thương. Buổi giám sát tập trung vào các nội dung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, công tác quản lý thị trường, kết quả các chương trình, dự án và quản lý, sử dụng vốn khuyến công, khuyến thương, tình hình điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Theo báo cáo của Sở Công Thương, thì giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm ngoái. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 36.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. Công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương tiếp tục được tăng cường. Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ bản thống nhất với báo cáo cũng như ý kiến giải trình của Sở Công Thương. Đồng chí cho rằng, chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại và những nhiệm vụ, giải pháp mà Sở Công Thương đề ra nhằm phát triển công nghiệp, thương mại thời gian tới là phù hợp. Sở cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, chủ động nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý thị trường và chú trọng phát triển nghề và làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Đó là một trong những nội dung phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo và công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo được tổ chức sáng nay do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu khái quát về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, quan điểm chính sách của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai xây dựng liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Các đại biểu tham gia thảo luận để hiểu rõ hơn các quan điểm chính sách của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tạo sự gần gũi hiểu biết đồng thuận giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo đã nghỉ chế độ do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Phát biểu với hơn 100 nhà giáo đã nghỉ chế độ, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ sự tri ân với những đóng góp to lớn của các cựu giáo chức đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng chí mong rằng mỗi thế hệ cán bộ quản lý, mỗi thầy giáo, cô giáo dù đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, vun đắp cho sự nghiệp chồng người, tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội, hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Trường Đại học Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Mái trường thân yêu. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia chương trình có 17 tiết mục văn nghệ, hát, múa, hoạt cảnh, tiểu phẩm với phần thể hiện của học sinh, sinh viên và tập thể giảng viên nhà trường. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi công ơn thầy cô và những ca khúc viết về truyền thống của nhà trường. Các tiết mục được giàn dựng công phu sinh động đã tạo bầu không khí vui tươi và phấn khởi cho người xem. Đây là món quà ý nghĩa của sinh viên trường Đại học Thái Bình dành tặng cho các thầy cô giáo đã tận tụy hết mình truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ. Cũng tại buổi giao lưu, trường Đại học Thái Bình trao các giải cuộc thi viết báo tường chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Sương và huyện Vũ Thư tổng kết phong trào thi đua hai tốt và phát động thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Huyện Vũ Thư tổng kết phong trào thi đua hai tốt năm học 2016-2017 và kỷ niệm 35 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam. Hiện nay 100% cán bộ giáo viên của huyện có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Các trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng học sinh và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Toàn huyện có 79 trường đạt chuẩn quốc gia. Tại hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt năm học 2017-2018. Năm học 2016-2017, huyện Kiến Sương có 99 trường học của 3 cấp học đạt trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ngày càng cao. Ngành giáo dục huyện được Hội đồng thi đua khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp thứ 2 trên 8 huyện thành phố cấp học mầm non, khối tiểu học xếp thứ nhất toàn tỉnh. Tại hội nghị đã có 102 đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 20 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường tiểu học Thanh Nê được tặng cờ thi đua của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, tác hại do sử dụng rượu không an toàn thì hầu như ai cũng đã biết và ít nhất một lần được nghe, xem hay chứng kiến tình trạng ngộ độc rượu. Nhiều người cũng cảm thấy sốc, sợ khi tiếp nhận những thông tin này và trong đó không ít người nhủ thầm, từ nay phải cẩn thận mỗi khi uống rượu. Tuy nhiên lúc tỉnh táo thì nghĩ như vậy, nhưng đến khi vào cuộc, nhất là sau một hai ly đầu chúc nhau, thậm chí là khích nhau uống, thì người ta lại sẵn sàng tặc lưỡi bỏ qua điều này. Biên tập viên Hồng Hạnh sẽ trình bày cùng quý vị và các bạn. Xin mời chị Hồng Hạnh. Cảm ơn Đức Quang. Kính chào quý vị và các bạn. Từ đầu năm 2017 tới nay, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu ở hầu khắp các địa phương trong cả nước. Ở Thái Bình, vụ việc xảy ra mới đây tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu, đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng rượu không an toàn. Bữa tiệc cuối tháng 10 liên hoan lên nhà mới vẫn ám ảnh gia đình ông Vũ Tiến Hồi, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng. Chỉ vì chút rượu ngâm mà 7 người dự liên hoan đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 5 người phải chuyển gấp lên trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Cũng may không ai gặp biến chứng sau tai nạn bất ngờ này. Chỉ sau 3 đến 4 ngày điều trị, tất cả người bị ngộ độc rượu hôm đó đã được xuất viện, có người đã trở lại làm việc bình thường. Theo điều tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, mẫu rượu mà 7 người đã uống âm tính với methanol. Còn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế đã đưa ra kết luận rằng 7 người này ngộ độc do nhóm độc tố alkaloid gây ra từ thành phần được ngâm trong rượu nhà ông Hồi với những biểu hiện lâm sàng đặc trưng. Ngộ độc rượu thường xảy ra là do người dân không biết và ngâm các loại cây, củ quả, các cái con vật trong đó khó chiết xuất ra các loại độc tố. Khi sử dụng thì rất dễ gây ra ngộ độc rượu. Dù cho nguyên nhân vụ ngộ độc rượu vừa qua tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng không phải do methanol, nhưng vấn đề làm thế nào để sử dụng rượu an toàn vẫn là một bài toán khó khi mà trên địa bàn tỉnh hiện có hàng nghìn hộ nấu rượu thủ công, nhỏ lẻ. Việc kiểm soát chất lượng những loại rượu này là vô cùng khó khăn. Huyện Đông Hưng là địa phương có gần 500 hộ nấu rượu thủ công rải rác khắp các vùng quê. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, song huyện có tới 44 xã, thị trấn. Mỗi xã, đoàn cũng chỉ đi được một vài địa điểm bất kỳ. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang xây dựng kế hoạch kiểm tra tiếp. Chúng tôi đã có những cái biện pháp cụ thể là đã chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ cho cái việc tuyên truyền vận động các cái hộ dân nấu rượu. Ngay lượng rượu nấu từ các lò thủ công thì lực lượng chức năng đã khó lòng kiểm soát, nhưng nguy hiểm hơn, để đáp ứng nhu cầu rượu giá rẻ ngày càng tăng thì còn một lượng lớn rượu pha chế không rõ nguồn gốc với lượng methanol cao gấp hàng ngàn lần mức cho phép đang trôi nổi trên thị trường. Càng về cuối năm, những bữa tiệc càng được tổ chức nhiều. Lượng rượu tiêu thụ tại mỗi đám cưới, đám hỏi, bữa tiệc nhà mới, liên hoan, tổng kết cũng theo đó tăng lên. Do đó, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng để kiểm soát chất lượng rượu, thì những người sản xuất rượu cũng cần làm ra những sản phẩm an toàn với chính cái tâm của mình. Người sử dụng cần thận trọng khi sử dụng rượu, tuyệt đối không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, đồng thời sử dụng rượu ở mức độ vừa phải để đảm bảo sức khỏe.
Mỗi năm, riêng khoa nghiện chất Bệnh viện Tâm thần tỉnh điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân bị ảnh hưởng do uống rượu với các triệu chứng như chân tay run, không nhận thức được hành vi, người suy nhược. Ngày nhiều uống chai 6 năm, nó run chân tay, có nhiều quá thì nhà đưa đi. Cái chân tay nó run rồi, xong bắt đầu là lao động nó kém, sau dần này có khả năng quyết tâm là bỏ. Người sử dụng rượu quá nhiều hoặc uống phải rượu không an toàn sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về sức khỏe. Thứ nhất là ta sử dụng rượu nó phải có nguồn gốc, có biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai nữa là sử dụng cái liều lượng nó phù hợp, tránh cái tình trạng mà chúng ta sử dụng nó quá cái khả năng dung nạp của từng người một thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái tình trạng ngộ độc rượu cấp và cái đó có thể rất nguy hiểm cho người bệnh. Khuyến cáo người dân là chỉ sử dụng các cái loại cây củ quả mà mình đã biết rõ nguồn gốc hoặc đã có sự tư vấn của các cái nhà chuyên môn. Tuyệt đối người dân không nên ngâm các cái loại cây củ quả con vật mà theo cái tin đồn hoặc theo thông tin là quý hiếm là tốt. Vâng, đàn ông thì khó tránh khỏi những bữa tiệc, những dịp liên hoan có sử dụng rượu bia đúng không chị Hồng Hạnh? Vâng, mỗi bữa tiệc lớn chúng ta thường khó tránh được việc phải sử dụng rượu. Điều cần thiết đó là phải sử dụng rượu an toàn, rõ nguồn gốc và uống vừa phải để đảm bảo sức khỏe. Và như clip vừa rồi cho thấy, rõ ràng không chỉ các loại rượu không an toàn gây ra ngộ độc, mà các loại rượu được xem là đảm bảo nếu người sử dụng uống quá nhiều cũng gây ra những tác hại khó lường đối với sức khỏe. Và tới đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin chúc quý vị và các bạn ghi nhớ những khuyến cáo của chuyên gia để có những bữa tiệc liên hoan vui vẻ, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thôn Đại Phú, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực làm giàu chính đáng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2016, thôn Đại Phú cùng với các thôn khác của xã Quỳnh Sơn hoàn thành 19 tiêu chí về đích nông thôn mới. Sự đoàn kết là vũ khí để thôn Đại Phú hoàn thành các tiêu chí khó như xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Nhân dân thôn Đại Phú đã đồng thuận đóng góp trên 2 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường. Dù đã 91 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Văn Thăng là một trong những người gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào hiến đất làm đường. Trước cái lối đấy chỉ có một hơn mét này thôi. Sau mới tổ chức làm nông thôn mới, tổ chức bà con hàng xóm. Thì bắt đầu ta làm đổ bê tông, cốt thép để làm cho nó đẹp. Là thôn không có nghề truyền thống, đời sống của người dân thôn Đại Phú phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Ban công tác mặt trận thôn luôn động viên nhân dân mạnh dạn quy vùng sản xuất tập trung, tham gia lao động sản xuất tại các công ty, xí nghiệp. Từ những nỗ lực đó đã góp phần tăng thu nhập của người dân đạt 31 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, cụ thể là hiến đất, làm đường, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi theo vùng do ủy ban xã cho phép, thế và vận động nhân dân là tích cực tham gia lao động sản xuất. Kinh tế ổn định, đời sống tinh thần của người dân cũng không ngừng được nâng lên. Nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập và duy trì đã thu hút sự tham gia của nhiều người dân như câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ hát chèo. Mình làm thơ để cho vấn đề là động viên tinh thần, cho nó khỏe ra, trẻ ra và cũng là cho các cái lớp con cháu sau này nói theo. Thực tế là cái gì là nói về cái thôn là Đại này, Phú này của chúng tôi là cái thôn là phong trào rất là mạnh. Toàn dân đoàn kết, một khi công việc gì của làng là đều có họp dân và lấy ý kiến chung. 6 năm liên tục là thôn văn hóa tiêu biểu, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Đại Phú, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ. Đây cũng chính là động lực để động viên cán bộ và nhân dân thôn Đại Phú tiếp tục phấn đấu giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Ngang nhiên tái lấn chiếm vỉa hè, dù cho chính quyền địa phương đã nhắc nhở, xử lý nhiều lần. Đây là thực trạng đang diễn ra bên hành lang quốc lộ 10 và quốc lộ 39 thuộc địa bàn huyện Đông Hưng. Huyện Đông Hưng là một trong những địa phương thực hiện tốt chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với việc vận động nhân dân tự nguyện thu dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên có một thực tế là dù đã nhắc nhở nhiều lần,
một số hộ kinh doanh buôn bán cạnh đường quốc lộ 10 và quốc lộ 39 vẫn ngang nhiên bày biển quảng cáo và hàng hóa như vó lưới, sắt thép, gỗ, lấn ra vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ và ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Để tránh nguy cơ một nhà tay lấn chiếm được thì nhiều nhà sẽ làm theo. Các địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, có những biện pháp mạnh và thường xuyên hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng tài lấn chiếm, vi phạm chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.